Đây, đây là cái đoạn bữa mình quay này, nó đã chín một số quả này. Đó, đúng cái chiều này chưa? Wow. Siêu đẹp luôn. Mắc đẹp luôn. Hôm nay mình sẽ đi nhặt điều. Điều chín quá trời luôn. Ồ, khó rụng quá. Vẫn còn. Đây. Điều nhà mình đây. Bạn thấy sai không? Đó, cây này chín. Cành rất thưa. Chín rải rác rồi. Cái này chín hết luôn rồi. Cái này nó bị đổ đi nên là mình cắt hết đi. Giờ mình sẽ rung cái này để xuống kia nhặt. Mình sẽ nhặt bằng cái xô nè. Nhặt hết quả vào đây. Rồi mình chốc nữa mình vê vặt. Đấy nha, mình sẽ để xô đây. Rồi mình sẽ đi rung. Một lát nữa mình sẽ đi vặt sau rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Nhặt tất cả. Cả quả luôn. Mình sẽ gom lại. Đây, rất nhiều. Đồ này rất dốc, mình sẽ chứng minh cho các bạn xem. Rất dốc này. Mình sẽ lấy một trái này mình thử cho các bạn xem. Xem nhá. Đó. Dốc. Quá kinh khủng. Đây mà mình vẫn đang ở lửa đồi nhé. Đây mình cần nên tít trên kia cơ. Xa lắm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhặt hết lên đây. Có đây xong hồi mình đi nhặt mình được vài xô. Mình sẽ đi xuống cái đống mình đổ. Đống mình nhặt nhá. Đây là một cái hố nước mình đào ra để mình hắng nước phun thuốc. Và hiện tại nó đã bị lấp kín đất. Đống điều của mình nhé. Bây giờ mình sẽ sang đây.
đi sang xem. Mẹ ta đang ngồi nhặt. Vặt được một ít. Tôi sẽ sang đây tôi vặt ké. Đây là mẹ tôi. Nó nhặt được một ít. Nhiều rồi, còn ít. Còn đều đẹp không? Đấy, bây giờ. To đúng một quả sung luôn ấy. Nó bé không nghe được đâu. Đây. Và tôi bây giờ tôi cũng sẽ đi vặt. Để cái điện thoại kia kia trên cái cây này. Mình điện thoại mình chưa có chân quay nên là không thể để video máy quay xuống được. Mình sẽ tạm dừng video đây và mình sẽ vặt hết đống này. Mình sẽ quay thành quả cho các bạn xem. Ở đây, được một xô. Là xấu quá. Đây là một đống rồi. Giờ mình sẽ đi sang bên kia. Quá dốc. Mình sẽ để đây. Mình sẽ quay lại cái đống lúc nãy mình nhặt. Dưới này vẫn chín này. Hoa đều tươi này. Mình sẽ nhặt cái đống này. Mình sẽ tiếp tục mình gặt. Đây, sau khi nhặt được 2 xô, bây giờ mình được cái này. Mình sẽ đi đổ. Đây là xô đống của mẹ mình. Đây là đống của mình. Đống của mình hạt đẹp hơn. Hai xô này tầm 10 ký. Mình sẽ đi đổ nó vào đây. Được bao 25 ký. Dạ, đổ một tay khó quá. Chà, đổ hết ra ngoài rồi. Mấy quả đều lon. Trên cây vẫn còn. Mình sẽ cho các bạn xem. Khá là rung. Đây là cái chùm đĩa hôm bữa mình quay nhé. Gần chín rồi. Sâu quá trời luôn. Đây. Đây là cái đoạn bữa mình quay này, nó đã chín một số quả này. Đó, đúng cái chiều này chưa? Siêu đẹp luôn. Mắc đẹp luôn. Đó, cái này nó
chùm nó to kinh khủng luôn đó. À thấy cây này bé. Bên này thì nó chín nhiều hơn này. Bên kia rừng núi nó âm u. Chín rồi. Vặt luôn. Vết nó ra đây. Rồi nó lóc này. Nè. Đó bạn thấy nó dốc không? Nó năn kìa. Nó mất tích luôn. Rồi mất luôn quả đèo đấy luôn rồi. Thôi mình sẽ đi uống nước và mình sẽ nhặt đến trưa và mình sẽ quay thành quả cho các bạn xem. Đây là thành quả từ sáng hết giờ. Hai người 25 kg. Và đây, đây là số cân của mình. Năm mươi mốt ký.